được làm vậy. Phải đặc biệt chú ý điều ba, lúc tính tiền thì rất là xa. Tính tiền không biết tôi cũng là bất gặp mục tiêu bằng ca, hay là giả vờ có điện thoại hoặc là nhận được nguyên nhân mất. Nếu mày là thành viên của họ thì phải tự giác để đừng gọi tên nha. Sung nói năng lung tung sẽ bị xa lánh không dễ dùng. Thôi liền, chỉ có mấy khi nâng ly nhìn tay đi. Rượu ba tư là nhất khắp các tỉnh thành rồi hi hi. Không tin đi vô đây, làm vậy đi là biết ngay. Nhậu đừng có nói lớn đi người kia cho họ đi ngay. Khi đi nhậu thì đất ngay. Lúc xỉn hồi ngã lên ngã xuống nhìn lại bộ mặt tiểu đất sai. Nhậu thì phải biết đứng qua, say rồi thì ngủ giùm nha. Về nhà đừng nên đi gỗ đi cho hay sao. Đừng có nhậu nhiều quá, có hại cho sức khỏe lắm. Với lại là ít nhậu lại đi. Bà chú ơi, đừng nhậu nhiều, giảm cho chú con nè, uống trà xanh được rồi. Bà chú ơi, đừng có nhậu nữa. Nhậu sữa giống con nè. Nhậu sữa cũng say đó. Xin chào. Nhậu như là đi. Nhậu như là đi. Nhậu một chút rồi đi. Thôi về đó làm gì. Tao kê biểu tình tao mang. Giờ mong có tắt.